Siêu thị Phúc Sơn Mart số 264 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường nhật của quý khách hàng cũng như trong các dịp ngày lễ, ngày Tết, siêu thị chúng tôi không ngừng cung ứng các sản phẩm hàng hóa tốt nhất được nhập khẩu chính ngạch từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan đang được phân phối trong hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Hiện nay, siêu thị chúng tôi có giới thiệu và phân phối sản phẩm sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax được nhập khẩu từ New Zealand. Sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường sức khỏe, cải thiện trí não, giúp trẻ thêm thông minh, hết miếng ăn, cải thiện tiêu hóa, tăng chiều cao và cân nặng. Sữa bột y tế Naturemax dành cho người lớn tuổi có tác dụng hỗ trợ cho người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, suy nhược cơ thể, bổ sung canxi và chống loãng xương, đau mỏi khớp. Siêu thị Phúc Sơn Mart dành tặng chương trình khuyến mại đặc biệt đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch. Chương trình được áp dụng kể từ ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch và tất cả các ngày Chủ nhật hàng tháng. Quý khách mua hàng tại siêu thị sẽ được tặng những phần quà hấp dẫn từ siêu thị Phúc Sơn và được tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, nhận quà liền tay. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến với siêu thị Phúc Sơn để mua sắm những giỏ hàng ưng ý nhất, chất lượng nhất cho gia đình của bạn. Siêu thị Phúc Sơn Mart, số 264 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, điểm mua sắm an toàn và tin cậy của khách hàng. Thị Phúc Sơn Mart, số 264 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường nhật của quý khách hàng cũng như trong các dịp ngày lễ, ngày Tết, siêu thị chúng tôi không ngừng cung ứng các sản phẩm hàng hóa tốt nhất được nhập khẩu chính ngạch từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan đang được phân phối trong hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Hiện nay, siêu thị chúng tôi có giới thiệu và phân phối sản phẩm sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax được nhập khẩu từ New Zealand. Sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường sức khỏe, cải thiện trí não, giúp trẻ thêm thông minh, hết miếng ăn, cải thiện tiêu hóa, tăng chiều cao và cân nặng. Sữa bột y tế Naturemax dành cho người lớn tuổi có tác dụng hỗ trợ cho người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, suy nhược cơ thể, bổ sung canxi và chống loãng xương, đau mỏi khớp. Siêu thị Phúc Sơn Mart dành tặng chương trình khuyến mại đặc biệt đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch. Chương trình được áp dụng kể từ ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch và tất cả các ngày Chủ nhật hàng tháng. Quý khách mua hàng tại siêu thị sẽ được tặng những phần quà hấp dẫn từ siêu thị Phúc Sơn và được tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, nhận quà liền tay. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến với siêu thị Phúc Sơn để mua sắm những giỏ hàng ưng ý nhất, chất lượng nhất cho gia đình của bạn. Siêu thị Phúc Sơn Mart, số 264 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, điểm mua sắm an toàn và tin cậy của khách hàng. Gió mưa xin đừng ghé thăm. Đèn ông sao trên cao đi trước, đèn phi cơ sẽ tăng tiếp bước. Chú thỏ vàng trên cơ dịu dàng chim ca một hàng. Tung 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 các tung các tung, tung 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 các tung các tung. Em rước đèn trung thu. Tung 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 các tung các tung, em rước đèn trung thu
trên cao đi trước, đèn phi cơ sẽ tăng tiếp bước, chú thỏ vàng trên bước dịu dàng chim ca một hàng. Tung 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 các tung các tung, tung 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 các tung các tung, em rước đèn trung thu, rước đèn trung thu, chúng em vui đùa hát ca, trăng rằm soi bóng, gió mưa xin đừng ghé thăm. Siêu thị Phúc Sơn Mart, số 164 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường nhật của quý khách hàng cũng như trong các dịp ngày lễ, ngày Tết, siêu thị chúng tôi không ngừng cung ứng các sản phẩm hàng hóa tốt nhất được nhập khẩu chính ngạch từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan đang được phân phối trong hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Hiện nay, siêu thị chúng tôi có giới thiệu và phân phối sản phẩm sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax được nhập khẩu từ New Zealand. Sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường sức khỏe, cải thiện trí não, giúp trẻ thêm thông minh, hết miếng ăn, cải thiện tiêu hóa, tăng chiều cao và cân nặng. Sữa bột y tế Naturemax dành cho người lớn tuổi có tác dụng hỗ trợ cho người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, suy nhược cơ thể, bổ sung canxi và chống loãng xương, đau mỏi khớp. Siêu thị Phúc Sơn Mart dành tặng chương trình khuyến mại đặc biệt đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch. Chương trình được áp dụng kể từ ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch và tất cả các ngày Chủ nhật hàng tháng. Quý khách mua hàng tại siêu thị sẽ được tặng những phần quà hấp dẫn từ siêu thị Phúc Sơn và được tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, nhận quà liền tay. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến với siêu thị Phúc Sơn để mua sắm những giỏ hàng ưng ý nhất, chất lượng nhất cho gia đình của bạn. Siêu thị Phúc Sơn Mart, số 164 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, điểm mua sắm an toàn và tin cậy của khách hàng. Phúc Sơn Mart, số 164 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường nhật của quý khách hàng cũng như trong các dịp ngày lễ, ngày Tết, siêu thị chúng tôi không ngừng cung ứng các sản phẩm hàng hóa tốt nhất được nhập khẩu chính ngạch từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan đang được phân phối trong hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Hiện nay, siêu thị chúng tôi có giới thiệu và phân phối sản phẩm sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax được nhập khẩu từ New Zealand. Sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường sức khỏe, cải thiện trí não, giúp trẻ thêm thông minh, hết miếng ăn, cải thiện tiêu hóa, tăng chiều cao và cân nặng. Sữa bột y tế Naturemax dành cho người lớn tuổi có tác dụng hỗ trợ cho người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, suy nhược cơ thể, bổ sung canxi và chống loãng xương, đau mỏi khớp.
siêu thị Phúc Sơn Mart dành tặng chương trình khuyến mại đặc biệt đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch. Chương trình được áp dụng kể từ ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch và tất cả các ngày Chủ nhật hàng tháng. Quý khách mua hàng tại siêu thị sẽ được tặng những phần quà hấp dẫn từ siêu thị Phúc Sơn và được tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, nhận quà liền tay. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến với siêu thị Phúc Sơn để mua sắm những giỏ hàng ưng ý nhất, chất lượng nhất cho gia đình của bạn. Siêu thị Phúc Sơn Mart, số 264 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, điểm mua sắm an toàn và tin cậy của khách hàng. Phúc Sơn Mart, số 264 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường nhật của quý khách hàng cũng như trong các dịp ngày lễ, ngày Tết, siêu thị chúng tôi không ngừng cung ứng các sản phẩm hàng hóa tốt nhất được nhập khẩu chính ngạch từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan đang được phân phối trong hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Hiện nay, siêu thị chúng tôi có giới thiệu và phân phối sản phẩm sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax được nhập khẩu từ New Zealand. Sữa non kháng thể tự nhiên Naturemax có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường sức khỏe, cải thiện trí não, giúp trẻ thêm thông minh, hết miếng ăn, cải thiện tiêu hóa, tăng chiều cao và cân nặng. Sữa bột y tế Naturemax dành cho người lớn tuổi có tác dụng hỗ trợ cho người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, suy nhược cơ thể, bổ sung canxi và chống loãng xương, đau mỏi khớp. Siêu thị Phúc Sơn Mart dành tặng chương trình khuyến mại đặc biệt đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch. Chương trình được áp dụng kể từ ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch và tất cả các ngày Chủ nhật hàng tháng. Quý khách mua hàng tại siêu thị sẽ được tặng những phần quà hấp dẫn từ siêu thị Phúc Sơn và được tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, nhận quà liền tay. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến với siêu thị Phúc Sơn để mua sắm những giỏ hàng ưng ý nhất, chất lượng nhất cho gia đình của bạn. Siêu thị Phúc Sơn Mart, số 264 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quỳnh Côi, điểm mua sắm an toàn và tin cậy của khách hàng.